Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 157 trong tổ bài tập toán lớp 5. Đó là bài luyện tập trang 98-99. Bài số 1 yêu cầu các em viết theo mẫu. Chúng ta tìm tỷ số phần trăm của, đúng không? Như vậy muốn tìm tỷ số phần trăm của hai số thì các em sẽ lấy số thứ nhất, các em chia cho số thứ hai. Tìm kết quả dưới dạng số thập phân, sau đó các em chuyển kết quả số thập phân sang phần trăm. Ví dụ như 2 chia cho 5 thì bằng 0,4. 0,4 muốn chuyển sang tỷ số phần trăm thì các em sẽ lấy số thập phân này, các em nhân với 100 rồi các em thêm ký hiệu phần trăm vào. Tương tự, tìm tỷ số phần trăm của 4 và 5 thì các em sẽ lấy 4 chia cho 5. Các em sẽ lấy 4 em chia cho 5. 4 chia 5 thì bằng 0,8. Và các em chuyển cái 0,8 này sang tỷ số phần trăm bằng cách lấy kết quả này, các em nhân với 100. 0,8 nhân với 100 thì bằng 80. Rồi thêm ký hiệu phần trăm. Tiếp theo nữa, 12, 15 và 12. 15 và 12, các em đặt phép chia ra. Nếu tỷ số phần trăm là số thập phân thì chúng ta chỉ lấy đến chữ số thập phân thứ hai thôi. Tức là ở đây chúng ta có 15 chia cho 12. 15 chia cho 12 thì đúng bằng 1,25. Các em chuyển số này sang tỷ số phần trăm bằng cách lấy số thập phân này, các em nhân với 100 rồi thêm cái ký hiệu phần trăm vào. Như vậy 1,25 nhân 100 thì bằng 125. Sau đó thêm ký hiệu phần trăm. Tiếp theo nữa, 5,76 chia cho 4,8. 5,76 chia cho 4,8. Kết quả của ta bằng 1,2. 5,76 chia 4,8 bằng 1,2. Và các em chuyển cái số thập phân này sang phần trăm thì các em lấy số thập phân này, các em nhân với 100 thì sẽ bằng 120. Thêm ký hiệu phần trăm vào. Tiếp theo, 10 chia cho 6. 10 chia 6 thì ở đây các em chú ý là chúng ta chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân. Mười này chia sáu này, mười chia sáu được một này, một nhân sáu bằng sáu, mười trừ sáu trừ bốn này, kem hạ không xuống. 40 chia sáu được sáu lần này, sáu nhân sáu bằng 36. Khi mà kem thêm số không vào thì kem đánh dấu phẩy nhá. Cô nói lại, 10 chia 6 thì bằng 1, 1 x 6 bằng 6, 10 trừ đi 6 bằng 4. Ở đây hết số rồi, các em thêm số 0. Ngay khi em thêm số 0 nên dấu phẩy đây. 40 chia 6 bằng 6, 6 x 6 bằng 36, 40 trừ đi 36 dư 4. Tiếp tục thêm 0 vào. 40 này lại chia cho 6 thì vẫn bằng 6. Đấy, 6 x 6 bằng 36, 40 trừ đi 36 vẫn dư 4. Các em tiếp tục thì cái phép chia này là phép chia không hết, đúng không ạ? Nó vẫn cứ kéo dài mãi, kết quả bằng 1,66666, đúng không? Ở đây người ta có chú ý này, nếu tỷ số phần trăm của hai số là số thập phân thì các em chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân thôi. Tức là các em sẽ lấy hai số ở sau dấu phẩy thôi. Mặc dù đây là cái bài này là chúng ta có rất là nhiều số ở sau dấu phẩy, nhưng ở đây chúng ta chỉ lấy hai số. Như vậy lấy hai số sau dấu phẩy thì chúng ta được là 1,666 như này, đúng không ạ? Các em lấy hai số thì nó đến đây. Cô xem thử cái phần học kỳ 2 này chúng ta đã học cái phần làm tròn số chưa nhá. Nếu chúng ta học làm tròn số rồi thì chúng ta sẽ làm tròn
Như vậy ở đây chúng ta lấy hai số thôi, như vậy kem cắt ra ở đây luôn, tức là chúng ta lấy 1,66 thôi. Đây cô không làm tròn số nữa. Nếu như mà ở chương trình làm tròn số rồi ấy, nếu ở lớp kem làm tròn số rồi, học cái phần tròn làm tròn số rồi, thì ở đây 1,666 như này này, thì kem có thể viết bằng 1,67. Bởi vì chúng ta làm tròn ở chữ số thứ hai thì chúng ta sẽ nhìn vào cái chữ số ở phía ngay phía sau của nó. Nếu số ngay phía sau của nó lớn hơn hoặc bằng 5 thì cái chữ số chúng ta làm tròn này cộng thêm một đơn vị. Như vậy thì nó bằng 1,67. Và 1,67 thì khi mà kem chuyển về phần trăm thì nó sẽ bằng 167%. Đấy là trường hợp nếu như mà cô giáo ở lớp cho kem học phần làm tròn rồi. Còn nếu không học phần làm tròn thì chúng ta dừng ở hai chữ số này. Như vậy kem chỉ ghi 1,66 thôi. Vậy 10 cô chia cho 6 bằng 1,66. Nếu bạn nào học phần làm tròn rồi, cô giáo hướng dẫn phần làm tròn rồi thì em ghi 1,67. Và kết quả của ta là bằng 167%. Còn chưa học phần làm tròn thì các em sẽ để 166% nhá. Thì các em sẽ lấy cái kết quả này, các em nhân với 100 thêm ký hiệu phần trăm vào. Tiếp theo nữa là 1 và 1 và 5/6. Vậy muốn tìm tỉ số phần trăm 1 và 5/6 thì các em lấy 1 các em chia cho 5/6. 1 chia 5/6 thì nó bằng 6/5, tức là bằng 1 nhân với 6/5, nhân đảo mà, thì bằng 6/5. Và 6 chia cho 5 thì bằng 1,2. 1,2 thì các em sẽ chuyển sang phần trăm bằng cách lấy cái số thập phân này, các em nhân với 100 rồi thêm ký hiệu phần trăm. Kết quả của ta bằng 120%. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 2. Bạn nào chưa xong thì các em dừng lại một chút để các em làm cho xong nhé. Chuyển sang bài tập số 2 như sau. Yêu cầu tính. Ở đây tính có liên quan đến ký hiệu phần trăm thì các em lấy phần số, các em cộng với phần số, sau đó thêm ký hiệu phần trăm vào. Đấy, như vậy các em lấy phần số cộng phần số ở đây là chúng ta làm ra ngoài giấy nháp này. Thì các em lấy 32,5 này, các em cộng với 19,8. 8 cộng 5 bằng 13 viết 3 nhớ 1. 9 cộng 2 bằng 11 nhớ 1, 12 viết 2 nhớ 1. 3 cộng 1 bằng 4 nhớ 1 bằng 5, hạ dấu phẩy. Kết quả của ta bằng 52,3%. Được chưa? Như vậy các em lấy phần số này, phần số cộng với phần số thêm ký hiệu phần trăm, như vậy nó bằng 52,3%. Đây trừ cũng vậy, các em lấy phần số, các em trừ đi phần số rồi thêm ký hiệu phần trăm vào phía sau. Như vậy thì các em lấy 100, các em trừ đi 78,2. 100 này xem như 100,0 được không? Được, bởi vì là khi mà kem đánh dấu phẩy kem có thêm bao nhiêu số 0 ở phía sau thì kết quả nó cũng không thay đổi. 0 không trừ được 2, kem mượn 1 phía trước, lấy 10 trừ đi 2 bằng 8, trả 1 sang đây. 8 nhớ 1 bằng 9, 0 không trừ được 9, mượn 1 phía trước, lấy 10 trừ đi 9 bằng 1, trả 1 sang đây. 7 này nhớ 1 bằng 8, ở đây kem lấy 10, kem trừ 8 bằng 2 luôn, hạ dấu phẩy. Kết quả bằng 21,8. Thêm ký hiệu phần trăm. Như vậy các em cứ lấy gì? Phần số cộng với phần số này, rồi thêm ký hiệu phần trăm, hoặc phần số trừ đi phần số thêm ký hiệu phần trăm. Cái này cũng vậy. Cái này thì các em sẽ lấy đây, phần số là 100 này, các em cộng với 28,4 này, rồi các em trừ đi 36,7 này, sau đó các em thêm ký hiệu phần trăm vào. Được kết quả bao nhiêu các em thêm ký hiệu phần trăm vào là được. Có phép cộng và phép trừ, các em thực hiện lần lượt từ trái sang phải. 100 cộng với 28,4 thì bằng 128,4. 128,4 trừ đi 36,7, sau đó thêm phần trăm vào. Vậy chúng ta có 128,4 trừ đi 36,7 này. 4 không trừ được 7, mượn 1 phía trước, lấy 14 trừ đi 7 bằng 7. Trả 1 sang đây, 6 này nhớ 1 nữa bằng 7. 8 trừ đi 7 bằng 1. 12 trừ đi 3 bằng 9, sau đó hạ dấu phẩy xuống. Như vậy kết quả của ta sẽ bằng 91,7. Và kem thêm ký hiệu phần trăm vào. 91,7.
Sang bài tập số 3. Một trường tiểu học có 280 học sinh trai và 350 học sinh gái. Hỏi số học sinh trai bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh gái? Như vậy, tức là tìm tỷ số học sinh, tỷ số phần trăm của học sinh trai và học sinh gái thì chúng ta sẽ lấy số học sinh trai này chia cho số học sinh gái, rồi kem chuyển sang chúng ta sẽ chuyển sang cái phần trăm. Đấy, kem viết dưới dạng số thập phân, sau đó chúng ta chuyển sang phần trăm. Như vậy, câu A, tỷ số phần trăm học sinh trai so với học sinh gái là 280. Kem chia cho học sinh gái là 350. Sau đó kem chuyển sang tỷ số phần trăm. Ở đây 280 chia cho 350 thì kem gạch hai cái chữ số 0 ở cuối đi. Cả hai số này đều có số 0 thì kem gạch đi. Kem chỉ cần lấy 28 chia cho 35 thôi. Kết quả bằng 0,8. 0,8 là số thập phân, kem chuyển sang phần trăm thì kem lấy số thập phân này nhân với 100 thì bằng 80, rồi thêm ký hiệu phần trăm vào. Như vậy bằng 80%. Tương tự ý B. Ý B này là kem sẽ tìm tỷ số phần trăm của học sinh gái so với học sinh trai. Tỷ số phần trăm học sinh gái so với học sinh trai. Học sinh gái ở đây là kem lấy 350, kem chia cho học sinh trai là 280, rồi kem chuyển sang phần trăm. Đây kem cũng bỏ hai chữ số 0 ở cuối cùng đi, tức là cùng rút gọn cho 10 trước. Vậy kem sẽ lấy 35 chia cho 28. 35 chia 28 bằng 1,25. Kem chuyển cái số thập phân này sang phần trăm bằng cách nhân với 100 thì bằng 125. Thêm ký hiệu phần trăm vào. Đáp số. Ý A là bằng 80%. Ý B 125%. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 4. Bạn nào mà chưa xong các bài trên, kem dừng một chút để kem làm cho xong. Theo kế hoạch, một tổ sản xuất phải làm 520 sản phẩm. Đến nay, tổ này đã làm được là 65% số sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch thì còn phải làm bao nhiêu sản phẩm? Như vậy, muốn biết là còn phải làm bao nhiêu sản phẩm thì các em phải tìm được số sản phẩm đã làm.
đã làm được 65% thì các em sẽ lấy 520, các em chia cho 100 phần rồi các em nhân với 65 để biết được số sản phẩm đã làm. Sau khi tìm được số sản phẩm đã làm thì số sản phẩm còn phải làm thì các em sẽ lấy 520, các em trừ đi số sản phẩm đã làm. Như vậy, sau khi phân tích xong chúng ta sẽ có như sau. Số sản phẩm tổ sản xuất đã làm được. Thì các em lấy 520, các em chia cho 100, chia 100 phần, nhân với 65, bởi vì là đã làm được 65% mà, thì chúng ta chia 100 nhân 65, 520 chia 100 thì bằng 5,2. Các em lấy 5,2 nhân với 65, 5,2 nhân với 65 bằng 338 sản phẩm. Như vậy cái tổ này đã làm được 338 mà phải làm 520. Như vậy số sản phẩm còn phải làm là, thì các em sẽ lấy 520, các em trừ đi 338. Như vậy sẽ còn phải làm 182 sản phẩm. Số sản phẩm tổ sản xuất còn phải làm lấy 520 trừ đi 338 bằng 182 sản phẩm. Đáp số 182 sản phẩm. Như vậy, trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được các bài tập của bài 157 trang 98-99 sách giáo khoa toán lớp 5. Để tiếp tục đón xem các video mới ở trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.